Hi, xin chào tất cả các bạn. Thì clip này mình sẽ làm trái tim 3 nha. Chỉ cần một tờ tiền thôi, bây giờ mình sẽ gấp làm đôi. Ở chỗ này mình sẽ gấp chéo xuống. Phía bên này cũng vậy. Sau đó mình sẽ gấp vào để tạo nếp. Bây giờ mình sẽ mở ra và sau đó dùng tay ấn vào. Bên này mình cũng làm tương tự. Mình tiếp tục gấp đôi lại. Mục đích là để mình tạo hai cái nếp này. Đoạn này mình sẽ gấp lên. Lại mở ra và dùng tay ấn vào. Bây giờ mình sẽ lật ngược lại và gấp đôi. Dựa vào cái nếp này mình sẽ gấp chéo lên. Ở chỗ này thì mình sẽ gấp đôi nó lại. Mình tiếp tục mở ra và ấn xuống.
và gấp cái này xuống, rồi làm tương tự cho những phần còn lại. Chỗ này mình sẽ gấp đôi lại nha. Đoạn này mình sẽ gấp xuống. Và đây, trái tim 3 của mình đã xong. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên đăng ký để ủng hộ mình nha.